10 cách sử dụng nấm linh chi hiệu quả, an toàn và đơn giản. Nấm linh chi chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi cho sức khỏe, dù là công dụng hỗ trợ điều trị bệnh cho đến bồi dưỡng sức khỏe hiện tại. Vậy hãy cùng tìm hiểu 10 cách sử dụng nấm linh chi ra sao để mang lại hiệu quả nhất nhé. 1. Cách sơ chế nấm linh chi tùy theo mục đích sử dụng mà nấm linh chi có cách sơ chế khác nhau như nguyên tai nấm chỉ cần loại bỏ bùn đất trên phần chân nấm và rửa sơ là có thể sử dụng được không cần phải rửa quá kỹ vì tránh làm trôi các bào tử khiến giảm đi chất lượng nấm vốn có thái lát nấm sau khi loại bỏ phần đất dơ trên chân nấm thì nấm linh chi sẽ được thái lát theo chiều ngang trước khi sử dụng bột nấm trước tiên cần loại bỏ phần bùn đất nằm trên phần chân nấm rồi được rửa sơ và tiến hành sấy khô trước khi xay nhuyễn nấm thành bột nhuyễn. 2. Cách sử dụng nấm linh chi. Nấm linh chi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tùy theo sở thích của mỗi người mà có cách sử dụng nấm linh chi khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây. Sắc nước nấm linh chi để uống. Để sắc nước nấm linh chi uống, bạn nên chọn loại nấm đã được thái lát dùng khoảng 50g. Bạn cho nấm linh chi thái lát vào nồi đất hoặc nồi sứ cùng với 7 trái táo tàu bổ đôi, 10 g cam thảo và có thể thêm 6 lát nấm thượng hoàng nếu có. Sau đó bạn đổ khoảng 2 lít nước vào nồi và đun với lửa nhỏ khoảng 45 phút, rồi tắt bếp chắt nước ra lần thứ nhất, tiếp tục cho thêm 1/5 à, lít và 1 lít nước lọc đun sôi thêm mỗi lần 45 phút nữa, để lần lượt chắt ra nước lần 2 và lần 3. Tần suất sử dụng, uống từ 1 đến 2 lần và khoảng 150 to 200 ml mỗi lần giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, hỗ trợ giải độc, thanh lọc cơ thể và giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn pha trà linh chi, bạn nên sử dụng nấm linh chi ở dạng bột để pha trà với cách làm cũng rất đơn giản. Bạn có thể dùng khoảng 75g bột nấm linh chi cho vào túi lọc cùng với nước sôi, để khoảng 10 phút thì vớt túi trà ra. Khi thưởng thức, bạn có thể dùng thêm một muỗng cà phê mật ong hòa tan với trà. Tần suất sử dụng, vì thưởng thức như một loại trà nên bạn có thể sử dụng bất kỳ khi nào, tốt nhất là chỉ từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để hỗ trợ điều trị mất ngủ và tăng cường trí nhớ. Ngâm rượu, nếu muốn ngâm rượu nấm linh chi, bạn nên chọn dùng loại nấm nguyên tai để đảm bảo được tính thẩm mỹ quả rượu nấm trong suốt thời gian dài trường hợp muốn ngâm rượu nấm linh chi với thời gian ngắn thì bạn chọn dùng loại nấm thái lát thì sẽ tiện lợi hơn bạn xếp hai bốn không gần nấm linh chi vào bình thủy tinh 5 lít rồi đổ đầy ngập rượu 40 độ và phía trên thì bạn để miếng gạc để cho nấm linh chi không bị trồi lên trong quá trình ngâm tần suất sử dụng nên uống rượu nấm linh chi với lượng nhỏ để cải thiện được triệu chứng đau chống viêm và kháng khuẩn tốt cho cơ thể chế biến món ăn ngoài công dụng ngâm rượu sắc thuốc và uống trà thì bạn có thể sử dụng nấm linh chi để nấu ăn thành nhiều món ngon hấp dẫn như nấm linh chi hầm gà ác, gồm có nguyên liệu gà ác được làm sạch, nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm bạch tuyết, nấm đông cô, cà rốt và gia vị nêm nếm. Tất cả nguyên liệu được hầm với lửa nhỏ khoảng 30 phút. Thịt heo xào nấm linh chi, gồm có thịt heo băm, nấm linh chi, nấm rơm, hành lá và hành tím cùng với gia vị nêm nếm theo khẩu vị của bạn. Súp nấm linh chi, gồm có thịt gà đen, nấm linh chi thái lát, cà rốt và táo tàu. Được hầm nấu cho đến khi các nguyên liệu mềm thì tắt bếp. Cháo hạt sen nấm linh chi, gồm có hạt sen, nấm linh chi thái lát, gạo nếp cùng với những gia vị nêm nếm khác, pha với mật ong. Bạn dùng 20g nấm linh chi thái lát cho vỏ nồi, nước sôi để lửa nhỏ, đun từ 15 đến 30 phút thì tắt bếp. Sau đó, bạn chắt nước ra và để nguội thì mới cho thêm khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê mật ong, khuấy điều trước, dùng, tần suất sử dụng, thưởng thức như trà nên uống 2 đến 3 lần mỗi tuần thích hợp việc uống vào sáng sớm lúc bụng đang đói vì thành phần mật ong có thể chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Việc kết hợp nấm linh chi với mật ong có tác dụng phục hồi, chức năng gan, hỗ trợ viêm lết dạ dày, viêm nhiễm mỡ, làm mờ vết thâm cũng như cải thiện sức khỏe của các tế bào da. Kết hợp với nhân sâm, bạn xếp nấm linh chi thát lát 2 năm không g với nhân sâm 1 năm không g vào bình thủy tinh, rồi đem đổ vào rượu 40 độ và đậy nắp kín để ngâm. Tần suất sử dụng, uống một ly nhỏ mỗi ngày trước giờ ngủ 3 tiếng hoặc trong bữa ăn tối, giúp tăng cường sức đề kháng thanh lọc cho gan, có lợi cho sức khỏe xương khớp đến gần cốt và tăng cường chức năng sinh lý nam giới. Kết hợp với cam thảo, nấu 100g nấm linh chi đỏ cùng với 120g cam thảo khoảng 20 phút, rồi bạn chiết ra và uống như trà. Tần suất sử dụng: có thể sử dụng mỗi ngày nhưng tốt nhất khoảng 2 lần mỗi tuần, có thể hỗ trợ điều trị chứng suy si nhược thần kinh, suy si nhược cơ thể và viêm gan mãn tính. Kết hợp với tam thất, dùng 7g tam thất nấu chung với 12g nấm linh chi thái lát trong 2 lít nước lọc từ 60 đến 90 phút trên ngọn lửa nhỏ. Tần suất sử dụng theo sự hướng dẫn của người có chuyên môn để mang lại tác dụng thanh lọc, bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Kết hợp với bột trà ti sâu, hòa tan 10g bột nấm linh chi với 10g bột hoa ti sâu, pha như trà để thưởng thức. Tần suất sử dụng có thể dùng mỗi ngày để cải thiện bệnh tiểu đường và bệnh gan nhờ khả năng giải độc và chống viêm nhiễm. Là mặt nạ dưỡng da, hòa tan hai muỗng canh bột nấm linh chi với một của lòng đỏ trứng gà. Bạn có thể cho thêm một muỗng canh nước cam để làm cho hỗn hợp sền sệt giúp đắp trên da tiện lợi hơn. Tần suất sử dụng, đắp mặt nạ khoảng 30 phút chia lần, có thể áp dụng 2 lần mỗi tuần để cải thiện tình trạng da mụn và cung cấp, duy trì độ ẩm trên da. Cách làm này phù hợp cho mọi loại da, kể cả da khô và da dầu.